Ủa nói vậy em sai hả? Thì thôi giờ để em đi điện thoại cho mấy bà mẹ bỉm sữa đi, giờ mình đưa con đi chích ngừa đi anh. Chứ để mà cái mầm bệnh nó phát lên rồi bắt đầu nó phát bùng lên, nó thành đại dịch nữa, lúc đó mình khổ hơn đó. Đi đi. Nghiên cứu vậy hả? Không thì bác sĩ nói là mình phải tin chứ. Thì nói bác sĩ nói là mình phải tin đúng không? Thì đúng là vaccine á, nó là giống như một cái mầm bệnh nhưng mà nó được giảm độc tính rồi, em hiểu không? Khi mà tiêm cái đó vô trong người á thì bảo đảm là sẽ tăng cái sức đề kháng lên. Hiểu chưa? Hiểu thì... Cái gì mà anh nói mà em không tin, đến khi một người khác nói em mới tin là sao? Phải, tại vì anh không phải là bác sĩ, làm sao mà em tin được? Là em tin được lỡ có chuyện gì thì hai vợ chồng mình chết làm sao? Hiểu không? Mình phải tin bác sĩ, từ vì người ta có học bác sĩ, người ta nói đâu là chính xác đó. Bây giờ em tin cái đó. Bởi vì khi mà tiêm cái vaccine nó vô á, là cơ thể mình tăng cái hệ miễn dịch lên, chống lại phòng bệnh. Bây giờ mình phải đi chích ngừa cho con thôi, chứ nếu không á là trẻ rất là dễ bị nhiễm bệnh, mà nhiễm bệnh đó là nó bùng phát thành đại dịch là còn khổ hơn. Căng quá ha. Đó. Bà tìm hiểu kỹ lắm ha. Mà nếu mà có bệnh đi nó cũng không đến nỗi là tử vong. Bác sĩ nói á. Nãy bác sĩ có nói một câu nghe là rất là hay mà em rất là nhớ luôn. Câu gì? Khi mà tiêm vaccine đầy đủ á là trẻ rất là ít bị nhiễm bệnh, mà nếu mà có bị nhiễm bệnh đi nữa cũng không đến nỗi đến tử vong. Mà tôi nói bà nghe nè, những người nào mà ví dụ như mình tiêm vaccine vô mà mình cảm giác mình dị ứng, mình phải nói chuyện với bác sĩ để cho bác sĩ người ta tư vấn cụ thể. Mà đặc biệt nha, cái này nè, khi mình tiêm vaccine á mình phải tiêm đủ liều, đúng không? Đúng ngày, đúng giờ, đúng số lượng thì nó sẽ có tác dụng hơn. Chính xác. Chính xác chưa? Chính xác. Cái giờ cái đúng nhất là em với anh đưa con đi chích ngừa. Những lưu ý khi tiêm phòng vaccine, bố mẹ cần theo dõi tình trạng sức khỏe của bé để thông báo cho bác sĩ trong quá trình khám sàng lọc trước khi tiêm. Nếu trẻ chưa đạt tiêu chuẩn về cân nặng hoặc có một trong các biểu hiện bệnh lý thì phải trì hoãn lịch tiêm cho đến khi trẻ đủ cân nặng, hết sốt hoặc khỏi bệnh. Nếu trẻ có các phản ứng nặng sau tiêm ở các lần tiêm trước thì sẽ ngưng tiêm các mũi tiếp theo nếu có. Khi đưa trẻ đi tiêm chủng, bố mẹ hoặc người chăm sóc cần mang đầy đủ sổ phiếu tiêm chủng và thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe, các loại thuốc đang sử dụng để bác sĩ theo dõi và phối hợp cùng bố mẹ đưa ra lịch tiêm chủng hợp lý, tránh bỏ sót hay nhầm lẫn. Bố mẹ nên tuân thủ lịch tiêm chủng theo lứa tuổi đã được Bộ Y tế và các chuyên gia khuyến cáo. Việc tiêm chủng đúng thời điểm sẽ giúp tạo miễn dịch hiệu quả cho trẻ, tránh trường hợp mắc bệnh có thể xảy ra nếu chưa kịp tiêm chủng.